Chào các bạn, hôm nay thì Tâm Linh Đại Việt Tâm Linh Đại Việt đang chuẩn bị sắp đàn lễ cầu siêu cho Vong Nhi vào năm 2019. Thì ngày mai, đàn lễ ngày mai sẽ là vào 26 tháng 5 năm 2019 dương lịch và 22 tháng 4 năm 2019. Trong cái đàn lễ này thì sẽ có cộng đồng căn đồng số lính Việt Nam này cùng với cộng đồng hiếm muộn Việt Nam và tấm lòng thành là cộng đồng chuyên làm từ thiện và một cộng đồng nữa là giải cứu phóng sinh, là chuyên phóng sinh. Xin chào hai bạn đang xem nhé. Đây là một cái chương trình cầu siêu mà do căn đồng số lính Việt Nam cùng với Tâm Linh Đại Việt tổ chức và đồng hành với chương trình này còn có Hội Hiếm Muộn Việt Nam và Tấm Lòng Thành, Quỹ Tấm Lòng Thành và Giải Cứu Phóng Sinh. Xin chào bốn bạn đang xem nhé. Chào Quang Hà nhé. Hiện nay thì bên chùa đang các bà đạo tràng Pháp Hoa thì đang tụng kinh. Đây. Đội này thì đang cắm hoa các bạn ạ. Ở chùa thì có rất là nhiều ban cho nên là các bạn ấy sẽ cắm hoa lọ và cắm hoa bát. Đây. Đang có đội cắm hoa đây. Ở chùa hiện nay thì đang có rất là nhiều trong chóng đây. Ở chùa đang có rất là nhiều trong chóng đây. Mình đang cho các bạn xem. Trong chóng và chim hạc thì được treo rất là nhiều ở đây. Các bạn có thể thấy. Một chút nữa thì sẽ có ô tre. Và đây là cái bục này. Đấy, đây là cái bục này. Một chút nữa sẽ có ô tre này. Đây. Phía bên trong này, chim hạc ở đàn này thì được treo rất là nhiều các bạn ạ. Ngày mai thì sau khi mà làm xong đàn Mông Sơn thì sẽ có 108 quả bóng được bay lên cùng với chim hạc. Thì hôm nay thì các con chim hạc được treo xung quanh khắp nơi. Các con chim hạc sẽ được treo xung quanh khắp nơi như thế này. Ở bên ban mẫu này, ban công đồng này. Ngoài ra thì có bên chim hạc cũng được treo ở đây, ở bên nhà tổ. Chim hạc được treo ở bên nhà tổ đấy.
chim hạc và trong chấm thì được treo rải rác khắp nơi. Tiếp theo thì là ở bên này là mọi người đang sắp lễ. Đây mọi người ở bên này đang sắp lễ hoa quả, sắp tháp hoa quả đây các bạn này. Bên này sẽ làm tháp nước. Hôm nay thì có độ khoảng hôm nay sẽ có độ khoảng 10 thùng nước sẽ được bày ở ngoài sân làm tháp nước. Tiếp theo nữa là sẽ có sữa cũng 10 thùng. Hello. Có tầm 10 thùng sữa nữa. Nói chung là rất là nhiều. Vâng. Chị cất vào ba lô cho em ở. Ba lô em để đâu? Đây kia kìa. Ba lô đỏ đấy. Đấy là chỗ ghế. Ui, nhìn ngồi đây nhìn đẹp không? Xin chào các bạn nhé, chào 5 người xem. Đẹp không? Đẹp nhờ? Ừ. Chút nữa là sẽ có ô ở đấy thì chắc là phải có mấy bạn, nhờ mấy bạn nam. Em ơi, em bảo em vào gọi mấy bạn nam ấy ra bê hết các cái chậu ấy, sắp ra một cái chỗ ấy để tí nữa cho cái ô ở chỗ đấy. Bỏ hết chậu xem để chỗ khác ấy. Khả năng bày nước tí nữa xong rồi. Máy hơi ít quá. Không, cứ để cho các bạn nam đi ra ngoài này làm đi, còn mấy bạn nữ làm vì nước mình phải đợi thầy Pháp đến nữa cơ. Nhờ mấy bạn nam. Nhà bà có đồ nghề kiểu bắn keo cũng được không? Không. Để làm gì? Những hoa quả. Súng bắn keo dính hoa quả làm gì có. Xin chào 11 bạn đang xem nhá. Dũng ơi, tôi bảo ông kéo cây ấy, mấy cái chậu cây kia kìa sang phía bên góc này này, xếp hàng sang phía bên góc này xong rồi xong đàn rồi mình xếp lại để tí nữa để cái ô ở đấy ấy, cái chậu nhỏ nhỏ. Gọi thêm mấy người ấy. Đây để tôi chỉ cho. Đây đi ra đây bên của chị. Thank you.
chắn cửa cái cửa nhưng được kéo về đây 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 về chắn cái cửa ấy đâu đâu xa đâu gì xa sao mình không để mấy cây trồng ở đấy để trồng ở đó trồng thì không để ở đấy không làm xe ra vâng làm xong rồi xe ra thành này vâng vâng ý là đây có cái chậu đấy thì xin chào bạn Hồng Nguyễn nhá. Hoa không đang các bạn đang cắm hoa ở đây là để đang vào các ba vào các ba chứ còn tối thì mới sắp ở đây chứ không thì héo hết chết ngất hoa ngất luôn đi bà nhỉ. Này hoa tâm thôi chứ còn hàng ngày thì khoảng mới đắp lại lấy cái đàn như vậy vâng héo hết ngay vâng đây có thời gian không trong đó nuôi ở trong ấy
Chào 8 người đang xem nhá. Hiện nay thì ban tổ chức đang chuẩn bị sắp đàn lễ cầu siêu Vong Nhi. Đang có một tốp đang di cái chỗ về cái chỗ cái phía cây cả. Đấy các bạn mà có mấy bạn trai đang đang di cái chỗ cái phía cây ra để tí nữa là sẽ có một cái ô ở đấy và để lập đàn. Lập đàn ở đấy, có cái bục đây này để lập đàn. Một tốp thì đang cắm hoa. Đàn này thì chủ yếu là dùng hoa màu trắng các bạn ạ, bởi vì là làm cho vong nhi. Mình dùng cái màu sắc ở tất cả các chiều của cái chương trình này là phần lớn là màu xanh. Đây là một màu xanh hy vọng. Đấy. Một tốp thì đang cắm hoa này, và một tốp nữa thì bên này là trong này là đang sắp quả. Đây một tốp đang sắp quả. Chị tưởng ở nhà viết nốt cơ mà Tuấn Anh. Có chục nhà mà. Ok, một tốp thì đang sắp quả này. Tạm thời thì mọi người sẽ sắp quả để dâng ở bên chùa, trong chùa, các ban ở trong chùa trước. Sau đó sẽ dâng ở bên ngoài, bởi vì bây giờ bên ngoài đang nắng, một chút nữa chiều thì sẽ sắp sau. Đây. Cái quả bầu kia bọn em cũng chuẩn bị bỏ ra mà sắp tháp đi. Vâng ạ. Sắp ở đâu ạ? Sắp tháp. Cứ sắp vào tháp xong rồi tí nữa có đàn mông sơn thì đưa ra đàn mông sơn cũng được. Nhưng cái quả bầu đấy đưa ra đàn mông sơn để dâng cũng được. Cho mọi người đi xem nhá. Đàn này treo cực kỳ nhiều hạc luôn. Và có một cái điều đặc biệt ý, là con số hạc ở đàn này mọi người gấp chuyển về từ khắp các tỉnh thành trong cả nước là 3.000 chim hạc. Và các bạn biết điều gì không? Là trong những con chim hạc này, trong những con chim hạc như thế này thì các mẹ đã viết rất là nhiều những điều nguyện ước. Viết cực kỳ nhiều những điều nguyện ước vào trong những cái con chim hạc như thế này. Và sau đàn mông sơn thì sẽ có một cái nghi lễ thả bóng bay. Thì trong 108 quả bóng bay thì sẽ mang theo 3.000, trên 3.000 con chim hạc này bay lên trời cao, mang theo tất cả những cái điều nguyện ước, cầu mong cho tất cả các bé được siêu sinh tịnh độ, gặp được duyên lành. Mình đã nhìn thấy có một em hạc hở chữ ra rồi. Mình sẽ cho các bạn xem. Rất là... Thực ra hơi cao. Các bạn nhìn thấy không? Đây. Các bạn không biết là các bạn có nhìn thấy không? Rất là khó. Mình không thể nhìn được. Nói chung là trong cái đàn này thì rất là nhiều. Mình đang nhìn thấy rất là nhiều chữ viết ở trên đôi cánh của con chim hạc. Mang theo rất là nhiều nguyện ước của những người mẹ, những người bố, cầu mong cho các con được gặp được những duyên lành. Không chỉ có chim hạc mà đàn này rất nhiều trong chóng. Có trên 500 chiếc trong chóng đã được treo ở đây. Đợi chị một chút.
Thank you.